thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa các vị đại biểu. Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo đã trình bày và các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đã trình bày và đã gửi cho đại biểu chúng tôi nghiên cứu trước, và tôi thống nhất với những ý kiến đã phát biểu trước tôi. Trước tình hình khó khăn chung của cả nước, cả thế giới, nhưng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành và phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, sự ủng hộ đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng của nền kinh tế toàn cầu. Với những kết quả nổi bật đã nêu trong báo cáo, điều này một lần nữa đã gia tăng niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Vì không đủ thời gian nên tôi xin đi thẳng vào các vấn đề đề xuất cụ thể như sau. Một là về giải pháp khai thác EU. Trong thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và các địa phương đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác EU và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, kết quả rà soát đến ngày 29 tháng 8 năm 2023, cả nước có 86.820 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Số tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 97,86%. Việc thực thi các quy định của pháp luật về quản lý tàu cá, quản lý đội tàu, theo dõi kiểm tra hoạt động các tàu cá, chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, thực thi pháp luật và xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm, chặt chẽ, tạo sự chuyển biến từ nhận thức cho đến hành động của ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu, lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền các cấp. Điều này được EC đánh giá rất là cao. Tuy nhiên, về giải pháp lâu dài để ổn định tình hình, không tái diễn, các hành vi vi phạm EU cần phải được thực hiện đồng bộ, đặc biệt là đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái học của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại quyết định 208 ngày 10 tháng 3 năm 2023. Song đề án này cũng đã và đang gây rất là nhiều khó khăn cho một số địa phương vùng biển, đặc biệt là trong đó có Kiên Giang. Nguyên nhân là tại điểm C khoảng 8 điều 2 của quyết định quy định không cấp giấy chứng nhận chấp thuận đóng mới cải quán đối với các tàu làm nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ, trong khi các lưới rê và lưới kéo chiếm hơn 60% lượng tàu. Đa số các chủ tàu đều vay từ ngân hàng để hoạt động. Việc không cấp giấy đóng mới thì có thể thực hiện ngay được, nhưng mà không cho cải quán, thay vỏ hoặc là thay máy thì điều này là gây khó khăn và dẫn đến dừng đánh bắt, không có chi phí để trả nợ cho ngân hàng, ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều chủ tàu và ngư dân. Trước cái thực trạng như trên, tôi kiến nghị với Chính phủ những vấn đề sau. Thứ nhất là Chính phủ chỉ đạo bộ ngành liên quan có lộ trình thực hiện việc dừng, không cấp phép cho cải quán đối với các tàu đang hoạt động làm nghề lưới kéo lưới ghê nhằm giảm bớt khó khăn cho ngư dân. Thứ hai, Chính phủ sớm ban hành các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề theo định hướng cắt giảm tàu, chuyển đổi các nghề xâm hại sang các nghề thân thiện với môi trường, đảm bảo cường lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi nguồn lợi thủy sản theo quy định tại điểm D khoảng 1 điều 2 của quyết định 208. Thứ ba, Chính phủ theo thẩm quyền ban hành hoặc trình Quốc hội ban hành nghị quyết về chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho các chủ tàu gặp khó khăn, có cam kết không vi phạm pháp luật về EU nhằm chia sẻ những khó khăn cho các chủ tàu trong thời gian chờ ban hành và áp dụng các chính sách chuyển đổi nghề khai thác sang các nghề khác. Điều này cái vấn đề thứ ba này tôi đồng quan điểm với đại biểu Dương Nhân Phước ở Quảng Nam. Về mua sắm tài sản công, theo quy định khoảng 2, điều 24 luật quản lý tài sản công năm 2017, thì tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách, giao đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản, khoán kinh phí và sử dụng tài sản công, quản lý sử dụng và quản lý tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay một số mặt hàng, dịch vụ mang tính chất chuyên ngành, cụ thể như vật tư y tế, vật tư tiêu hao được sử dụng thường xuyên trong các bệnh viện chưa có quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng nên không có đủ căn cứ để xây dựng, thẩm định dự toán và thực hiện các thủ tục mua sắm. Do đó, căn cứ vào khoảng 2, khoảng 3, điều 26 luật quản lý tài sản công năm 2017 và để phù hợp với điểm A khoảng 2, điều 38 luật đấu thầu năm 2022 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tôi kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế sớm ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng vật tư y tế, vật tư tiêu hao để làm căn cứ xây dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.